Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio bên em. Và em là Dũng, bên cơ sở 3 chuyên về hàng sự kiện bát tép rời. Thì ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến tất cả các bác hai dòng crossover mà phải nói là đang rất là thịnh hành, vừa với vừa về về phân khúc giá này, vừa về phân khúc chất lượng, đang gọi là vượt trội trong tầm giá. Thì với hai em cốt ở đây đều mang thương hiệu và tên tuổi là của hãng DB Acoustic. Với em phiên bản phân khúc gọi là phân khúc tầm trung thì là em cốt server này có mã model là CR 4.8. Thì với mã model này thì các bác có thể đọc model, các bác có thể hình dung ra luôn là em này thuộc 4 in và 8 out đó. Cái model nói lên tất cả. Thì em này là thuộc phân khúc tầm trung các bác nhé. Phân khúc tầm trên dưới 7 triệu. Đấy, là một cái phân khúc mà phải nói là cũng đã làm mưa làm gió trên thị trường, mới được nhiều rất nhiều bác cơ sở sự kiện cũng như là sử dụng trong gia đình. Có những bác trong phòng hát thì cũng muốn chất âm nó được trung thực và được hay hơn nữa thì cũng đã tin dùng em nó. Đấy. Kế đến là một em model vừa mới về, vừa mới ra mắt một thời gian gần đây thôi của hãng DB Acoustic. Đó là em CD48. Thì dòng này là một dòng phân khúc thuộc dạng gọi là khá rồi, cao cấp rồi. Đấy. Khá là cao cấp thì với dòng CD48 này của hãng DB Acoustic thì có hai model. Một model cao cấp nhất là CD48 RTS. Thì với em CD48 RTS thì có chức năng lọc FIR, tức là căn chỉnh, và lọc các tầng phase, tức là có một bộ lọc tần số và khả năng căn chỉnh phase luôn. Thì với em CD48 này thì nó thì rơi vào phân khúc khoảng 9 triệu đồng các bác nhé, khoảng 8 triệu đến 9 triệu đồng các bác nhé. Thì hiện tại ở đây em đang giới thiệu với các bác là em CD48, còn là một model cao cấp nữa thì em lại đang để ở tủ kia. Hiện tại hàng cao cấp này thì số lượng không còn nhiều, chỉ có một vài em demo thôi. Và chính cái em cao cấp kia đã từng được đi triển lãm, được từng được đi triển lãm để các bác cùng nghe thử chất âm. Và cũng đợt vừa rồi Blade Show 2023, hai em cốt này thì đều là có tín hiệu 4 in, rất là dễ cho chúng ta có thể tùy biến, có thể là làm được rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là đánh monitor rời riêng này, tiếng mic không bao giờ lọt qua sub này. Thì như các bác hình dung này, những em cốt số mà có 2 in ấy, thì chắc chắn là tiếng mic phải lọt qua sub rồi. Thì khi alo lên hoặc những cái không gian mà nó hơi bị hẹp thì hơi bị hẹp, hoặc là hơi có bờ tường hoặc không gian hội trường, nó dễ bị vọng lại tiếng mic, rất bị dễ bị ồm ù và rất là khó xử lý. Thì với những em mà có nhiều in này thì tất nhiên rồi, giá thành nó sẽ cao hơn, nhưng mà khả năng xử lý của nó, chúng ta có thể routing này, chúng ta có thể tùy biến được cổng súp riêng biệt mà tiếng mic không hề lọt qua. Em này đánh giá thì với em cốt CR 4.8 gọi là dòng phổ thông, còn em CD48 thì là phân khúc gọi là phân khúc khá. Còn chẳng hạn như là em CD48 có chữ RTS ở đằng sau này các bác này, thì đó là phân khúc cao cấp rồi, nó có tinh chỉnh FIR. Và những phân khúc đó thì thường thường những em cốt đều không có giá dưới 15-16 triệu đâu các bác. Đó. Đấy thì em chỉ gọi là giới thiệu đến các bác với phân khúc dòng crossover phù hợp túi tiền mà vẫn là rất ok trong tầm giá với khả năng của mình vận hành. Ok, bây giờ em sẽ đi đến cận cảnh chi tiết nha, các bác cùng xem qua nhé. Ok, và bây giờ em xin được giới thiệu qua phần mềm hai em crossover này nhé. Đầu tiên là em phần mềm em crossover CR 4.8. Thì em này thì giao diện các bác có nhìn thấy thì có thể là rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thư mục Home, chúng ta sẽ làm các đường router để link các đường tín hiệu cổng in A, các đường in và các đường out. Đó. Thì cái này thì cũng tùy theo mục đích hoặc là các cái hệ thống dàn của các bác mà các bác sẽ sử dụng nó làm như thế nào. Đó, thì chúng ta chỉ cần bật lên thôi. Tương tự như vậy thì sang phần em crossover
của bên em con CD48 thì các bác nhìn có thể thấy là giao diện phần mềm của em CD48 này thì nhìn trông rất là chuyên nghiệp. Với các đường in out thì là giống như nhau hết. Thì điểm mạnh điểm yếu của các em này thì em xin được nói sơ qua như sau. Chẳng hạn như là em đầu tiên chúng ta sẽ nói là phần in nhé, phần in này. Thì phần in của em CR4.8 thì được tăng thêm một bộ tầng lọc GEQ của tất cả các đầu in vào. Đó. Tất cả đầu in vào và thêm một bộ lọc nữa là PEQ. PEQ và đều delay được các phần in vào. Và còn sang bên em CD48 thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn. Đấy, thì tất cả các cái em này thì không có đường GEQ của các đường in, nhưng mà ngược lại thì em này lại có cái phần compressor của đường in vào. Đấy, compressor. Cái phần gate, phần gate hay phần noise gate này này thì các hai em đều có. Thì em CR48 phần noise gate của em nó sẽ ở phần này. Tức là đây, noise gate đấy ạ. Noise gate chúng ta sẽ được chọn. Còn giao diện trực quan đẹp, phần mềm đẹp đẽ hơn thì ở em CD48 nhìn chuẩn chuyên nghiệp hơn. Đấy, phần noise gate này có cả hình ảnh cũng như là phần mềm giao diện nhìn rất là trực quan, chúng ta có thể điều khiển và tinh chỉnh tùy biến rất là rộng. EQ này, đấy là phần com, limit, phần delay. Thì tất cả các em này đều delay được phần in nhé. Còn riêng phần out với phần EQ, EQ thì tất cả các cái phần của em CD48 đây hỗ trợ đa kết nối này. Từ kết nối không dây này, kết nối qua mạng LAN này. Đấy, chúng ta có thể điều khiển và kết nối rất nhiều các liên lúc, có thể điều khiển 1, 2, 3, 4 em, chỉnh 1, 2, 3, 4 em tùy biến rất là nhiều. Còn như em CD CR48 thì tính năng đó chúng ta chỉ để chỉnh từng em một thôi, tức là ấy, backup file với các thứ nhau. Đấy, thì, em với cái phần gọi là X-Over, thứ hai phần code số thì với em CR48 sẽ ưu tiên với các cái chế độ cắt của Lingerie hơn. Ưu tiên chế độ cắt của Lingerie hơn. Bigwood thì chỉ có 3 lớp cắt thôi, là cắt 12, 18, 24. Bixiu cũng vậy. Đấy, nhưng mà ngược lại với em đấy thì em CD48 thì các cái chế độ cắt của em ấy thì lại rất là mạnh về phần Bitterwood. Bitterwood thì cho chúng ta cắt từ 12 đến tận 48. Nhưng mà Ring đi, Ring đi thì chỉ cũng có 4 phần thôi, 12, 24, 36, 48 thôi. Đấy, không được chi tiết nữa. Thiếu mất khoảng 18 và 36. Đấy, 18, 30, 36. Đấy. Thì là với em CD48 thì nó được chi tiết, được mạnh mẽ hơn. Đấy. Giao diện trực quan. Đấy. Dòng CD48 này có một model nữa là CD48 RTS thì chúng ta có thể căn chỉnh được phase, là nạp các file FIR, căn chỉnh phase cho hệ thống chúng ta được đều hơn. Đấy, phân khúc này là phân khúc cao cấp hơn, nhỉnh hơn hẳn về chất lượng cũng như là về cái phần mềm giao diện trực quan. Thì em này cũng quản lý bằng các cái tab thôi, router này. Đó. Thì khi chúng ta muốn link các kênh với nhau hoặc link các đầu in với nhau chỉnh cùng một lúc, chúng ta đều làm được dễ dàng lắm. Giả sử như em đang muốn chỉnh đây router nhé, đây là router các bác nhé. Thì muốn router kênh nào, in nào ra out nào thì chỉ việc nhấn vào đây thôi. ABC đây là out này. Đó. Quản lý gain này. Và phần EQ, mục EQ là mục rộng lớn nhất, chúng ta thể group này. Đấy. Khi chúng ta group lên vào một nhóm nào thì chúng ta chỉ cần bật lên thôi. Thì khi đó chúng ta chỉnh in A thì in B sẽ tự động chỉnh theo, hoặc tương tự ngược lại, in B chỉnh thì in A sẽ như vậy. Đó, đây là khi group. Đấy. Còn bên phần mềm em này cũng có thôi các bác. In A, chúng qua phần home chúng ta chỉ cần link lại với nhau. Đó. Thì khi đó Ina chúng ta căn chỉnh gì, căn
gì thì in B cũng tương tự như vậy. Đó. Vừa rồi em đã giới thiệu đến tất cả các bác về phần mềm cũng như là giao diện cũng như là hai phiên bản code rất là chuyên nghiệp mang tên thương hiệu của DBA Gotik. Hiện tại thì tất cả các sản phẩm này bên em đang có sẵn và hỗ trợ tất cả các bác về phần mềm cũng như kỹ thuật cực kỳ chi tiết. Thì với em CR 4.8 thì nó là phân khúc phổ thông, nói chung là phân khúc rất là phổ thông, thông dụng và cũng là một model ra đời cũng khoảng tầm độ đôi năm nay rồi. Đấy, thì là một phân khúc đời trước mà với phần mềm cũng giao diện cũng dễ sử dụng. Phân khúc chất lượng gọi là phổ thông. Còn với em CD48 thì là một phân khúc mới ra, vừa mới ra, cỡ khoảng tầm độ mấy tháng ở lại đây thôi. Thì với em ấy phân khúc thì khá là cao cấp, phần mềm tinh chỉnh được sâu và rộng hơn và mạnh mẽ hơn. Đấy, hỗ trợ đa kết nối. Ok, mọi chi tiết về cái sản phẩm này các bác muốn tham khảo hay muốn hỗ trợ thêm kỹ thuật thì hãy để lại comment hoặc để lại bình luận bên em nhé. Em sẽ hỗ trợ và cố gắng làm những clip chi tiết nhất gửi đến các bác. Chào các bác nhé.